Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính. Tin nóng chấn động một trận động đất mạnh tới 9 độ Richter làm rung chuyển 15 tỉnh thành phố của Trung Quốc khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc rất mạnh. Nhiều ngôi nhà đã sập xuống như một đống đổ nát. Trận động đất đã làm vung móng con đập Tam Hiệp, khiến Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn tới người dân của nước này phải khẩn trương sơ tán gấp, nếu không sẽ bị chôn vùi trong đống hoang tàn chưa dừng lại ở đó. Dự báo Trung Quốc trong ngày mai còn phải hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy. Và nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ lên tới 98%. Khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc trên bản đồ nữa. Đây không biết là tin vui hay tin buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được thì đỉnh lũ số 2 đã xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt mức cảnh báo rất cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng, và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông tại con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ nhiều sẽ khiến con đập nổ tung như một quả bom, khiến hàng triệu, hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước, và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo con sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút rất cam go, ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, một nguồn tin từ mạng xã hội cho biết bị chính quyền ông Tập Cận Bình chặn lại, không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất kỳ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập được cho là đã mất ăn, mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất sạt lở liên tục tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền của ông Tập quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay, để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Giờ đây đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông gây ra. Chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho tàn phá rừng, phá núi một cách bừa bãi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, sự trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang. Đó là vào 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết, như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời. Phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng, mưa lớn khắp các tỉnh phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất, hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất sạt lở, nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết theo dòng nước cuồn cuộn. Sau tất cả những gì đang xảy ra,
Không biết chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức hay thay đổi hay không? Liệu rằng ông ta còn tham lam độc quyền độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với cả các nước xung quanh mình nữa không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Với bản chất độc tài tham lam và tiểu nhân, muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai và biển cả tài nguyên của các nước khác, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự lên vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều Tiên gây hấn nhằm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng trên thế giới khiến tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội lỗi đó bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc đâu, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đã nói lên Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Nếu như không thay đổi, sống tốt lên mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm, nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo do mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 m³/giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh con đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra một tới 2 trận động đất, sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa xả lũ khác. Hiện tại, khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nước ở thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 m và tình trạng kiểm soát lũ ở tỉnh An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết, mực nước tại Hồ Thái Hồ đạt 4,65 m, mức kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục Phòng chống lũ ở Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, mức độ cảnh báo cao nhất và các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo báo rằng dòng nước chảy vào Hồ Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét, nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập, các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề nhất, và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Hôm qua hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An, Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ cho mưa lớn và mực nước tại các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Những năm gần đây, trước tình hình an ninh trên biển nói chung, khu vực châu Á nói riêng đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Một số nước trong khu vực, nhất là các quốc gia có biển, đã tăng cường đầu tư trang bị cho lực lượng hải quân, trong đó tàu ngầm đã và đang là lựa chọn hàng đầu ở kỷ nguyên mới.
tàu ngầm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, có khả năng tàng hình trong lòng biển cùng với các loại vũ khí khủng khiếp, khiến chúng dần trở thành một lực lượng chủ lực của hải quân nhiều nước trên thế giới. Xu hướng phát triển đội tàu ngầm thành lực lượng chủ lực nói trên ngày càng rõ nét hơn ở các quốc gia châu Á, vì các nước trong khu vực này đã và đang phải đối mặt với khả năng quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc. Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó, không chỉ đẩy mạnh mua tàu ngầm từ các cường quốc về xuất khẩu trang thiết bị vũ khí, chúng ta còn chủ động chế tạo tàu ngầm, cải thiện đáng kể năng lực quốc phòng. Và gần đây nhất, cuối năm 2019, Việt Nam đã gây ấn tượng với cả thế giới khi chế tạo thành công tàu ngầm tự hành cực khủng. Tàu ngầm ấy là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong vài năm vừa qua, ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có những bước tiến vô cùng vượt bậc. Chúng ta đã có đủ khả năng để chế tạo ra nhiều lớp tàu tên lửa 500 tấn, thậm chí là cả những chiếc tàu tuần tra cỡ 2.000 tấn. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua những kinh nghiệm đã có được trong việc khai thác làm chủ tàu ngầm tấn công Kilo 636 hay tàu ngầm mini lớp Yogo. Đây là tiền đề cho việc tự nghiên cứu, tự đóng mới tàu ngầm mini trong thời điểm hiện tại. Và một trong những kết quả vô cùng đáng tự hào đó đến từ một nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với sản phẩm tàu lặn tự hành không người lái có tên là Dolphin. Dolphin có khả năng tự hành theo như lập trình, phục vụ hoạt động thu thập dữ liệu, quan sát, quan trắc và giám sát dưới nước tại vùng Biển Đông, phục vụ cho an ninh quốc phòng cũng như kinh tế biển đảo. Thiết bị này còn có khả năng điều khiển hành trình theo phương thức tự hành hoặc theo chương trình, đồng thời tích hợp điều khiển thủy âm hoặc giọng nói. Và một trong những ưu điểm nổi bật phải kể đến của thiết bị lặn không người lái Dolphin đó là nó được điều khiển vận hành theo phương thức tích hợp điều khiển hệ động lực, nguồn năng lượng, hệ cảm biến và thiết bị kỹ thuật ngoại vi. Tàu ngầm Dolphin có khối lượng 80 kg, đường kính thân chính là 250 mm, độ sâu lặn thiết kế tối đa là 50 m, thời gian hoạt động dưới nước liên tục từ 6 đến 8 giờ và có chiều dài 2.100 mm. Thiết kế của tàu lặn Dolphin hoàn toàn đủ khả năng điều chỉnh kích thước thành một tàu ngầm mini đủ tải trọng, mang theo thủy thủ đoàn cũng như vũ khí. Đây là tin vui cho chúng ta trong việc xây dựng hạm đội tàu ngầm cỡ nhỏ cho Hải quân Việt Nam trong thời gian tới. Các bạn thân mến, hiện tại trong biên chế của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có 6 tàu ngầm Kilo. Đây đều là các tàu ngầm điện diesel cỡ lớn, có sức mạnh cũng như khả năng răn đe đối thủ rất cao, được coi là lực lượng chủ lực của tàu ngầm Việt Nam. Theo như đánh giá từ các chuyên gia quân sự, để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới thì số lượng tàu ngầm như trên vẫn cần bổ sung thêm. Tất nhiên, sau khi bổ sung số lượng tàu ngầm cần thiết, theo tính toán thì Hải quân Việt Nam vẫn cần có thêm một lực lượng khác giữ vai trò xương sống bên cạnh khối chủ lực. Lực lượng đó chắc chắn là hạm đội tàu ngầm mini với sự cơ động và đặc thù, có lượng rạn nứt nhỏ nhưng được trang bị hỏa lực mạnh. Với chiến thuật du kích nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam áp dụng trong các trận đánh, rõ ràng trận địa trên biển của chúng ta cũng áp dụng chiến tranh du kích. Và với việc phân bổ tàu ngầm mini mang nhiều hỏa lực mạnh, với sự cơ động của nó, rõ ràng đây là một trong những bước chuẩn bị hoàn hảo cho phương án tác chiến trong thời gian trước mắt và xa hơn nữa. Phân tích sâu hơn một chút, tàu ngầm lớp Kilo có rất nhiều điểm mạnh và được coi là loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới. Nhưng loại tàu ngầm này lộ rõ một số nhược điểm mà không thể khắc phục ngay lúc này. Trong đó, nhược điểm lớn nhất của tàu ngầm lớp Kilo là vì nó có kích thước lớn, mớn nước sâu nên không thể hoạt động ở vùng nước nông, đặc biệt là các trận đánh gần bờ. Vì không thể hoạt động gần bờ đã khiến cho tàu ngầm Kilo bị hạn chế về khu vực giao tranh, đặc biệt là với đặc thù biển đảo. Các trận đánh ở đảo nhỏ thường xảy ra, tàu Kilo không tiếp cận được sẽ làm tổn hại đến chiến thuật của chúng ta. Và để khắc phục khuyết điểm đó, chúng ta đã nghiên cứu và cho ra đời hệ thống tàu ngầm mini sẽ làm tăng khả năng thiết lập sự tương tác hiệu quả với tàu ngầm diesel điện cỡ lớn lớp Kilo 636. Nhược điểm của tàu lớp Kilo có thể khắc phục được hoàn toàn bởi các tàu ngầm mini vốn có kích thước rất nhỏ và có thể dễ dàng trong việc luồn lách ven bờ. Bên cạnh đó, tàu ngầm mini trên còn có tính năng khá tương tự với tàu ngầm Mỹ là được trang bị các thiết bị hấp thụ sóng âm phản xạ để tăng cường tính năng ẩn nấp. Thêm nữa, với ưu điểm tuyệt vời như độ yên tĩnh cao khiến nó hoàn toàn được tự do hoạt động trong các khu vực của kẻ thù.
Và ngược lại, nhờ có tàu ngầm lớp Kilo có lượng dạn nước lớn được trang bị hệ thống vũ khí mạnh sẽ giúp tàu ngầm mini được bảo vệ và cung cấp thông tin tình báo. Từ đó, hạm đội tàu ngầm mini sẽ dễ dàng tiến hành các chiến dịch, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Bởi lẽ, khả năng chiến thuật của tàu ngầm mini thường được đánh giá là khá khiêm tốn. Bản thân nó chưa có hệ thống dẫn đường mạnh và thiết bị liên lạc vệ tinh. Nó chủ yếu làm các nhiệm vụ đặc thù như mang các loại vũ khí ngư lôi tên lửa chống hạm. Cụ thể, trong một tình huống thông thường, tàu ngầm lớp Kilo sẽ mang những chiếc tàu ngầm mini đến bên ngoài các khu vực mục tiêu, rồi sau đó thả chúng đi thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù như tấn công cảng hoặc là giải thủy lôi ở ven bờ. Nếu trang bị nhiều tàu ngầm mini, nó có thể thực thi chiến thuật bầy sói, đáp ứng khả năng phản ứng nhanh trên biển. Các bạn thân mến, các bạn thấy sự kết hợp giữa hai con tàu này như thế nào? Có lợi hại hay không ạ? Comment chia sẻ cảm nhận về phương thức tác chiến vừa rồi cho chúng mình biết với nhé. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào về việc tác chiến tàu ngầm, thế nhưng tin mới nghĩ rằng đây chắc chắn là một sức mạnh mới của Việt Nam trên Biển Đông. Đầu tiên nói về phương thức tác chiến tàu ngầm, đây được coi là một trong những phương thức tác chiến quan trọng và rất hữu hiệu trong việc phát triển học thuyết quân sự phi đối xứng. Với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Hải quân Việt Nam từ lâu đã nhận thức rõ được năng lực của mình, từ đó lựa chọn phát triển đường lối tác chiến phi đối xứng, còn được hiểu là lấy ít địch nhiều. Quá trình vận hành tàu ngầm không yêu cầu về công nghệ phức tạp, chi phí vận hành cao cũng như hạm đội tàu hộ tống đông đảo mà vẫn đem lại được hiệu quả răn đe cực lớn, khó có thể phát hiện. Bởi lẽ đó, hải quân nhiều quốc gia như Mỹ, Nga hay Triều Tiên lâu nay đã cực kỳ coi trọng việc tác chiến tàu ngầm. Thậm chí hiện nay, lực lượng hải quân Nga còn không có một chiếc tàu sân bay nào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ vẫn đảm bảo được sức mạnh đại dương vô cùng mạnh mẽ của mình. Qua đó, chúng ta cũng hiểu được rằng những năng lực răn đe mà tàu ngầm mang lại là như thế nào. Đến giữa năm 1990, với quyết tâm bổ sung tàu ngầm cho lực lượng hải quân, Việt Nam đã chính thức nhập khẩu hai tàu ngầm mini Yugo từ Triều Tiên, sau đó thành lập Trung đoàn Đặc công Tàu ngầm 196. Tàu ngầm này được trang bị động cơ MTU diesel có lượng dạn nước khoảng 100 tấn, chiều dài là 20m, cho phép nó có thể di chuyển ở vận tốc tối đa là 4 hải lý trên giờ khi lặn và 10 hải lý trên giờ khi nổi. Tàu được vũ trang hai ống phóng ngư lôi cỡ 460mm, có kíp lái 4 người và có thể triển khai một tiểu đội 8 lính đặc công người nhái phục vụ cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo hoặc phá hủy các căn cứ cũng như khí tài của đối phương. Với trọng lượng và kích thước khá nhỏ, tầm hoạt động tối đa là 550 hải lý, chúng ta có thể dùng các tàu cá ngụy trang để dẫn dắt tàu ngầm mini đến khu vực tác chiến, sau đó để tàu tự thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do thời gian hoạt động đã lâu, không còn đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như những tính năng chiến đấu, sự an toàn cho người vận hành, nên các tàu ngầm Yugo được rút khỏi thành phần chiến đấu, lui về phục vụ công tác huấn luyện tác chiến hải quân. Hiện nay, việc sở hữu vận hành tàu ngầm mini được xem là một điều vô cùng quan trọng trong phương thức tác chiến phi đối xứng trên biển của Việt Nam. Tàu có khả năng hoạt động bí mật, không phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dễ tạo ra những bất ngờ cho đối phương, có thể đạt hiệu quả tác chiến cao khi tấn công vào các mục tiêu trên biển. Tất cả những ưu điểm đó, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình vận hành tàu ngầm mini Yugo, thêm vào đó là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Việt Nam hiện nay đã thành công việc chế tạo tàu ngầm mini cho riêng mình. Ví dụ kinh điển cho khả năng của tàu ngầm mini mà chúng mình có thể đưa ra được như sau. Vào năm 1996, chiếc tàu ngầm Sango của Triều Tiên đã bí mật vượt qua được tất cả các hệ thống phòng thủ dưới nước tiên tiến bậc nhất của Hàn Quốc, sau đó đổ bộ 3 biệt kích lên bờ biển của tỉnh Sangwon. Sự việc chỉ bị bại lộ khi con tàu không may mắc cạn, thế nhưng đây quả thực là một cú sốc cực lớn cho thế giới khi thấy được sự nguy hiểm của tàu ngầm mini là như thế nào. Xét về mặt địa hình, khu vực duyên hải nước ta từ Thanh Hóa cho tới Bình Thuận tương đối khúc hiểm, nhiều mạch núi hay chạy sát biển tạo thành những mụn đá bán đảo, có ý nghĩa quan trọng trong bố trí các trận địa phòng không, hệ thống quan sát nhằm phát hiện địch từ xa. Bên cạnh đó, nước ta cũng có nhiều vệ có độ sâu lớn như Cam Ranh, Vân Phong, Đà Nẵng, Dung Quất, Phan Thiết, hoàn toàn có thể tận dụng cải tạo làm các khu căn cứ và hậu cần kỹ thuật cho tàu ngầm. Đáy sâu từ 50 đến 150m, cách bờ từ 20 đến 100km, độ sâu tương đối lớn lại bằng phẳng do đáy chủ yếu là bùn cát, ít chướng ngại ngầm. Vô cùng thuận lợi cho tàu ngầm mini hoạt động gần bờ, từ đó tận dụng được khả năng chi viện cũng như sự yểm trợ từ các lực lượng của ta trong tác chiến hiệp đồng. Thành công chung việc phát triển tàu ngầm mini là một bước tiến của ta phù hợp với phương thức tác chiến mới trong điều kiện hiện tại.
Đây cũng chính là sự bổ sung cần thiết cho đội tàu ngầm tấn công Kilo 636, vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Tàu ngầm mini made in Việt Nam ra đời, hứa hẹn sẽ giúp Hải quân tự chủ về lượng khí tài, đảm bảo bí mật về lực lượng tác chiến, tạo ra bất ngờ lớn cho kẻ địch. Xa hơn nữa, từ những kinh nghiệm sẵn có trong chế tạo và vận hành tàu ngầm mini, rất hy vọng Việt Nam ta có thể sớm tiến đến nắm bắt được công nghệ tàu ngầm, có lượng giãn nước lớn hơn cùng với khả năng chiến đấu tinh vi hơn. Mới đây, máy bay chở phái đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hạ cánh xuống Hà Nội, bắt đầu cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông tại Việt Nam. Đây là vị quan chức cấp cao đầu tiên chính thức tới thăm Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng dưới thời Tổng thống Joe Biden. Được biết, ông Lloyd Austin là tướng 4 sao về hưu, từng phục vụ cho lục quân Mỹ. Ông được Thượng viện bổ nhiệm vào ngày 22 tháng 1, tức là chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên ở Mỹ với tỷ lệ đồng thuận cao gần như tuyệt đối. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao đang trong giai đoạn nhạy cảm, diễn biến dịch Covid đang diễn ra khó lường, vị Bộ trưởng này lại vẫn quyết định ghé thăm Đông Nam Á, mà cụ thể là quốc gia Việt Nam ta? Chuyến thăm này có mục đích gì, quan trọng đến như vậy sao? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, một điều chắc chắn có thể khẳng định được ngay, chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với các nước trong khu vực, đồng thời cũng là một động thái răn đe tới Trung Quốc trước những lý lẽ cũng như hành động ngang ngược của quốc gia này trên Biển Đông. Chuyến công du các nước Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin diễn ra sau chuyến thăm đầu tiên của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc và chung với chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Ấn Độ, một đối tác quan trọng khác trong nỗ lực chống lại Bắc Kinh của Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia đánh giá sự hiện diện của ông Lloyd Austin là rất quan trọng để thể hiện rõ ràng Đông Nam Á là một mấu chốt quan trọng trong các nỗ lực của ông Joe Biden. Không ai khác, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Joe Biden, đã gánh vác nhiều trọng trách lớn, triển khai chính sách mới, trong đó nhấn mạnh vấn đề chuyển trọng tâm của Lầu Năm Góc sang Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đồng minh và các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính quyền ông Joe Biden nhận thức rõ Đông Nam Á là một khu vực rất quan trọng, bởi vậy họ cần phải tăng cường sự hiện diện và củng cố các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ đơn thuần là về mặt quân sự. Bên cạnh đó, nỗ lực tập hợp các đồng minh và đối tác để tạo ra một mặt trận thống nhất nhằm đối phó với các chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng mang tính cưỡng ép của Trung Quốc. Việc đối trọng với Trung Quốc chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ suốt nhiều năm qua. Washington đã gọi cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất của quốc gia này trong thế kỷ 21. Bởi vậy, chính sách ngoại giao của Mỹ sẽ chủ yếu đi theo hai hướng, xây dựng lại quan hệ với các đồng minh và lập một liên minh chống Trung Quốc. Trong buổi gặp, ông Lloyd Austin đã khẳng định, tôi đang ở đây và đại diện cho chính quyền mới của đất nước mình. Trên tất cả, tôi muốn nói về tính cấp thiết, mang tính chiến lược của quan hệ đối tác. Tôi đã học được bài học và giá trị cốt lõi trong hơn 4 thập niên là một người lính, dù trong thời bình hay trong thời chiến, không ai có thể đi một mình. Thông qua đây, ông cũng đại diện cho chính quyền Joe Biden tái khẳng định Mỹ là một đối tác đáng tin cậy trong các vấn đề an ninh khu vực, tự do hàng hải, đảm bảo trật tự khu vực, cởi mở, công bằng. Bên cạnh đó, cam kết hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á chống Covid và sớm phục hồi sau đại dịch. Với động thái đó, Mỹ muốn gửi gắm để Đông Nam Á hiểu rằng Mỹ vẫn coi trọng khu vực và chắc chắn sẽ không ngồi yên để bị lấn át sức ảnh hưởng trong khu vực này. Chuyến thăm chính thức là nỗ lực để bắt kịp tầm ảnh hưởng của Trung Hoa khi mà Mỹ có khởi đầu chậm hơn. Đồng thời với hành động trực tiếp đến thăm Việt Nam, một lần nữa chứng minh rằng cường quốc hàng đầu thế giới này muốn nâng cao hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam, bên cạnh đó là tăng cường hợp tác về mặt quốc phòng, khắc phục những hậu quả còn lại sau chiến tranh, hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch Covid. Và cuối cùng là góp phần vào quá trình ổn định an ninh khu vực, tự do hàng không, hàng hải trên các vùng biển và đại dương trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này còn đồng nghĩa với việc chuyến đi này nhằm mục đích răn đe tới Trung Quốc trước những lý lẽ như hành động ngang ngược của quốc gia này trên Biển Đông. Cụ thể, trong bài phát biểu của mình, ông Lloyd Austin đã nhắc lại rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết các khu vực trên Biển Đông là không có cơ sở luật pháp quốc tế, gây tổn hại đến chủ quyền các quốc gia trong khu vực. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã phát đi thông điệp về quan điểm lập trường của chính quyền Joe Biden, đó là tiếp tục đi theo chính sách Biển Đông từ người tiền nhiệm Donald Trump, nghiêm túc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm cả đường lưỡi bò chín đoạn
do nước này tự vẽ để đòi chủ quyền. Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Lloyd Austin còn nhấn mạnh, tôi tin tưởng rằng thông qua những nỗ lực tập thể, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ vượt qua các thách thức và nước Mỹ sẽ sát bên các bạn đúng như những gì một người bạn cũ nên làm, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển trong khu vực nhằm duy trì các quyền của họ theo đúng luật pháp quốc tế. Những lời khẳng định trong chuyến thăm cũng như những hành động thực tế, cụ thể như việc Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS phối hợp hoạt động viễn chinh ở Biển Đông, là những động thái cho thấy Mỹ đã trực tiếp ra mặt ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trong cuộc gặp với người đồng cấp từ Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, hai bên đã thảo luận về việc Mỹ sẽ tăng cường tần suất tuần tra ở Biển Đông để chống lại các yêu sách sai trái của Trung Quốc tại đây. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về việc một tàu sân bay Mỹ sẽ tiếp tục có chuyến thăm và giao lưu tại Việt Nam lần thứ ba sau hai chuyến ghé thăm vào năm 2018 và 2020. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về việc này? Liệu đây có phải là một tín hiệu tốt không ạ? Comment chia sẻ quan điểm của các bạn về mối quan hệ này ngay dưới video này nhé. Các bạn thân mến, có thể các bạn chưa biết sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao con tàu John B. Gates cho cảnh sát Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 với số hiệu CB8021. Đây là con tàu tuần duyên thứ hai của Mỹ được bàn giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa sau tàu Moranton được biên chế cho cảnh sát biển Việt Nam dưới thời Tổng thống Donald Trump vào ngày 25 tháng 5 năm 2017 mang số hiệu CB8020. Một tờ báo đã đăng tải một số hình ảnh đáng chú ý về tàu tuần duyên John B. Gates. Theo đó, con tàu đã được sơn với dòng chữ Việt Nam Coast Guard, cảnh sát biển Việt Nam cùng với đó là lá cờ đỏ sao vàng. Đây là lớp tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ và những năm 1960 có khả năng mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ. Lớp tàu Hamilton này dài 115m, chiều ngang rộng nhất là 13m, mớ nước 4,6m. Lượng choán nước là 3.250 tấn và phạm vi hoạt động là 22.530 km, được thiết kế nhằm phục vụ cho việc triển khai dài ngày trên biển. Về lý thuyết, hai con tàu Hamilton do Việt Nam sở hữu sẽ giúp nước ta duy trì sự hiện diện lâu dài trên các vùng biển. Tàu có chức năng tuần tra lãnh hải, khảo sát đại dương, cứu hộ, cứu nạn và có thể hoạt động ở tất cả mọi vùng biển trên thế giới, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên còn có tên gọi là tàu tuần tra cỡ lớn có độ bền cao. Với những trang bị tính năng đó, đây được đánh giá là sự bổ sung tốt cho các tàu từ 2.500 tấn tới dưới 1.000 tấn hiện nay mà cảnh sát biển Việt Nam đang sở hữu. Về mặt chính trị cũng như ngoại giao, John B. Gates là lớp tàu Hamilton thứ hai mà Mỹ đưa sang Việt Nam, nghĩa là hiện nay trang bị chính của cảnh sát biển Việt Nam có xuất phát từ Mỹ. Ngoài năng lượng mà con tàu này cung cấp, việc bàn giao tàu John B. Gates được cho là một tín hiệu sâu sắc hơn trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Theo ông Clark Cooper, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính trị quốc phòng, chính sách thương mại quốc phòng của Mỹ là cách tiếp cận trọn gói. Do đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ, làm việc sát sao với quan chức Việt Nam nhằm xác định các yêu cầu và đưa ra giải pháp tối ưu trong vấn đề huấn luyện, cũng như hỗ trợ bảo dưỡng, bảo trì, vận hành thiết bị theo hướng lâu dài. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh, chúng tôi không xem thương mại quốc phòng là dạng mua bán một lần hay tạm thời, mà thực chất nó là thứ gắn chặt với quan hệ an ninh giữa chúng tôi với các đối tác quốc tế và thương mại quốc phòng. Điều này thêm một lần nữa khẳng định Mỹ mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời ủng hộ Việt Nam trong vấn đề chủ quyền Biển Đông. Nếu như Trung Quốc có những động thái gây hấn với nước ta cũng là đang gây mâu thuẫn với Mỹ, Mỹ sẵn sàng lộ diện hỗ trợ Việt Nam trong bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Thế nhưng, có một điều mà có rất nhiều bạn thắc mắc đó là tại sao Việt Nam lại được lựa chọn làm điểm đến cho chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chúng mình xin được giải thích ngắn gọn như sau. Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam là bên tham gia tranh chấp, có khả năng quốc phòng và ý chí chính trị sẵn sàng để đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, Singapore tuy không phải là một quốc gia trực tiếp tham gia tranh chấp, nhưng họ theo đuổi lập trường cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mối quan hệ Mỹ-Philippines gặp nhiều khó khăn do chính sách xích lại gần Bắc Kinh của Tổng thống Duterte. Thái Lan cũng không phải là bên tranh chấp, đồng thời cũng có xu hướng thân thiết hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây. Vì vậy, hợp tác quốc phòng song phương tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam là một bước đi đúng đắn vào thời điểm này. Mỹ coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và Việt Nam cũng rất cần Mỹ để làm đối trọng
với các tham vọng sử dụng sức mạnh, vũ lực để đánh chìm Biển Đông của Trung Quốc. Lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy Mỹ sát cánh cùng Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có quyền khai thác tài nguyên dầu khí ngoài khơi và quyền khai thác thủy sản. Đây là những điều vốn rất quan trọng cho các quốc gia Đông Nam Á trong sự thịnh vượng về mặt kinh tế. Mỹ sẽ luôn sát cánh bên Việt Nam để bác bỏ đặt tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Trong các loại vũ khí hiện đại phục vụ cho các xung đột hoặc khi chiến tranh xảy ra, chúng ta có thể kể ra rất nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, dù áp dụng lối đánh nào, pháo tự hành với sự cơ động và dễ phổ biến, cách sử dụng đã và đang là một dòng vũ khí không thể thiếu. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Tin Mới tìm hiểu xem pháo tự hành là gì và tại sao Việt Nam có thể chế tạo ra một loại pháo tự hành mới khiến cho cả thế giới nể phục đến như vậy nhé! Pháo tự hành là một giải pháp hiệu quả mang lại sự cơ động cho pháo binh. Khái niệm này còn bao hàm cả các loại lựu pháo và pháo phản lực. Pháo tự hành có tính cơ động cao nhờ việc sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích và khung gầm bánh lốp. Loại pháo này được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực tầm xa trên chiến trường. So với nhiều loại vũ khí khác, pháo tự hành có rất nhiều ưu điểm mà từ trước đến nay quân đội nhiều nước luôn muốn sở hữu chúng trong quân đội của mình. Thứ nhất, bởi pháo tự hành có độ linh hoạt cao, đạt được tầm bắn xa, thay vào đó là hỏa lực rất mạnh. Thứ hai, pháo tự hành có thể được lắp đặt dễ dàng, ít vốn chi phí và đặc biệt có độ sát thương cao. Chính những tính năng này đã làm cho pháo tự hành trở thành một trong những loại vũ khí mà bất cứ quân đội nào thời hiện đại cũng muốn được sở hữu. Nắm bắt được sự cơ động và hiệu quả cao của pháo binh tự hành, Việt Nam với đội ngũ nhà máy Z751 đã nghiên cứu và chế tạo một loại pháo mới mang tên PTH-85D44VN18. PTH-85D44VN18 là tên của một trong những khẩu pháo tự hành mới nhất cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển thành công trên cơ sở kết hợp ưu điểm của hai dòng vũ khí từ Liên Xô gộp chung vào một. Đây là một ví dụ về sự kết hợp tuyệt vời, việc sử dụng hợp lý các loại vũ khí có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Vấn đề nghiên cứu thiết kế, chế tạo, tích hợp một tổ đội pháo mặt đất trên xe cơ động được nhiều nước có nền công nghiệp quốc phòng đầu tư nghiên cứu từ lâu. Đây được xem như là một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh pháo binh của các nước chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí công nghệ cao. Thế nên có thể nói pháo tự hành là một phần xu hướng toàn cầu. Gần đây, nhiều quốc gia rất chú trọng việc phát triển những hệ thống pháo tự hành bánh lốp và Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Không những vậy, Việt Nam ta còn tối ưu hơn khi sử dụng các mẫu thiết bị và vũ khí đã có sẵn nhằm tiết kiệm được nguồn chi phí mà vẫn có hiệu quả tối ưu. Mới đây, trên báo Quân đội Nhân dân đã đăng tải một phóng sự, trong đó có sự xuất hiện công khai lần đầu của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp, cái tên gọi là PTH-85VN18, được nhà máy Z751 nghiên cứu tích hợp. Tổ hợp pháo tự hành PTH-85VN18 hay pháo tự hành 85mm Việt Nam năm 2018 là tên gọi chính thức của loại pháo tự hành bánh lốp mới này. Hệ thống sử dụng khung gầm xe tải Việt dã Geran 4320666 và tích hợp một pháo chống tăng D44 cỡ nòng 85mm. Có thể thấy thùng hàng của Geran 375D được thay thế bằng sàn công tác lắp bệ pháo D44 80mm cùng một cabin nhỏ phía trước có thể là nơi chứa đạn dược. Tổ hợp này có trọng lượng là 14.150kg với khả năng vượt dốc đứng khoảng 50 độ, có thể lội nước sâu 0,7m. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 5 phút. Đồng thời, tổ hợp này còn được sử dụng một hệ thống thủy lực với hai chân trống. Điều này giúp cho pháo ổn định rất tốt khi bắn. Pháo D44 85mm là vũ khí chính của tổ hợp, hiện đang có trong biên chế pháo binh của đội ta. Chúng vốn là pháo dã chiến cấp sư đoàn, được nước bạn Liên Xô sản xuất vào thập niên 40 của thế kỷ trước và hiện vẫn còn một số quân đội sử dụng cho đến ngày nay. Loại pháo này cũng đã lập rất nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với thành tích bắn cháy nhiều tàu chiến của địch. 1,72 tấn chính là trọng lượng của pháo D44, kíp chiến đấu 6-8 người với tốc độ bắn cực cao có thể đạt 20 phát trong vòng 1 phút, tầm bắn tối đa là hơn 15.000m và tầm bắn thấp nhất là hơn 1.000m. Việc sử dụng đạn pháo nổ hết loại BK-2M trong tầm bắn 1.500km giúp loại pháo này vẫn có thể xuyên phá 300mm thép siêu tốc. Đầu nòng của pháo đạt 1.030m/giây. Trước đó, Việt Nam cũng đã từng tích hợp thành công loại pháo D44 85mm lên xe thiết giáp bánh xích
M548 chiến lợi phẩm của Mỹ. Pháo D-44 được sử dụng để tiêu diệt tất cả các mục tiêu từ xe bọc thép, công sự, bộ binh cho đến phòng thủ bờ biển với tầm bắn tối đa là hơn 15 km. D-44 dù được đánh giá là có uy lực và sức công phá lớn nhưng khả năng cơ động lại kém, dễ bị vô hiệu hóa trong môi trường chiến tranh hiện đại. Việc tự hành hóa pháo D-44 lên xe tải giúp tính cơ động được đảm bảo ngụy trang, rút ngắn thời gian triển khai và thu hồi pháo, làm tăng khả năng sống sót của trang bị, đồng thời còn duy trì và nâng cao tính năng kỹ chiến thuật cùng hiệu suất chiến đấu so với loại chiếc xe kéo nguyên thủy. Tích hợp pháo D-44 từ xe bánh xích sang xe bánh lốp nhằm nâng cao hơn nữa tính cơ động và khả năng việt dã, dễ triển khai, dễ bảo trì, bảo dưỡng của tổ hợp. Rõ ràng, thời gian gần đây, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu tích hợp các loại pháo mặt đất lên xe tải nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả của chúng. Đây là điều vô cùng đáng mừng, một bước tiến đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Trong cuộc phỏng vấn của chuyên gia Nga về các hệ thống pháo binh lưu ý rằng, cỡ nòng 85mm chiếm vị trí vàng giữa các khẩu pháo tự động như 30-57mm và trên 100mm trên một vài phương tiện chiến đấu, chẳng hạn như BNP-3 của Nga. Câu hỏi được đặt ra là liệu pháo binh Việt Nam sẽ sử dụng loại đạn nào là chủ yếu cho pháo tự hành PTH-85VN-18? Liệu rằng pháo tự hành mới có thể được trang bị một hệ thống ngắm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhất không? Pháo D-44 có tốc độ bắn khá tốt, đạt 15 phát trên 1 phút, thế nên các chuyên gia cũng đã phát triển nhiều loại đạn cho nó như đạn phá mảnh, đạn xuyên giáp, đạn dưới cỡ nòng và đạn tự hành. Cũng theo các chuyên gia này, hiệu quả của việc sử dụng pháo tự hành Việt Nam chống lại các thiết bị quân sự hiện đại phụ thuộc phần lớn vào các loại đạn và trình độ của bộ đội pháo binh. Để có thể chống lại các loại xe tăng chủ lực được trang bị giáp phản ứng nổ, khẩu pháo này phải bắn thẳng vào sườn xe, bằng cách này mới có thể tiêu diệt được những chiếc xe tăng. Ngoài ra, chuyên gia Nga cũng lưu ý thêm, mặt khác, pháo tự hành của Việt Nam sẽ hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, xe chở quân bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, súng cối cùng nhiều hệ thống pháo bắn loạt tên lửa dẫn đường chống tăng, hệ thống phòng không. Đối với Việt Nam, một quốc gia biến nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo phòng thủ bờ biển, cung cấp vùng biển lân cận. Chuyên gia Nga đánh giá, cơ cấu pháo tự hành bao gồm một khẩu pháo D-44 đặt trên khung gầm xe tải sẽ hữu ích để giải quyết nhiệm vụ này. Hiện nay có nhiều hệ thống pháo binh phòng thủ bờ biển trên khung gầm xe, ví dụ như tổ hợp pháo bờ biển di động 130mm của Nga. Thế nhưng nếu có kính ngắm hiện đại thì ngay cả khẩu pháo 80mm cũng có thể chống lại các tàu bọc thép, tàu đổ bộ của đối phương. Thêm nữa, chống lại con tàu ở cách xa bờ biển, tầm bắn tối đa của D-44 lên tới 15km. Ngoài ra, pháo tự hành còn có thể sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép đang lên bờ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và chống lại lính đổ bộ từ phía đối phương. Tính đến tất cả những điều chia sẻ trên, chuyên gia Nga đã đưa ra kết luận pháo tự hành PTH-85VN-18 là hệ thống vũ khí sẽ cực kỳ hiệu quả trong hành động quân sự và thật ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo thành công loại pháo này. Đây sẽ là một vũ khí nguy hiểm trên chiến trường, sẽ khiến đối phương gặp nhiều tổn thất. Trong khi Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công PTH-85VN-18, thì Trung Quốc, đối thủ nguy hiểm của Việt Nam, vẫn chỉ loanh quanh với thành công của pháo tự hành SH-3. Đáng kể, pháo tự hành SH-3 thành công nhất của Trung Quốc cũng chỉ là hàng nhái khi có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ khẩu pháo D-30 của anh bạn Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Từ cuối những năm 2000, pháo tự hành SH-3 đã được sản xuất hàng loạt, chúng kế thừa những gì tinh túy nhất từ phiên bản trước đó của Trung Quốc. Mẫu Type 89 cỡ nòng 122mm, pháo có trọng lượng 24,5 tấn, dài 6,6m, rộng 3,23m và cao 2,5m. Khẩu lượng pháo này sử dụng cỡ nòng 122mm và được trang bị một khẩu súng máy 12,7 ly trên nóc xe. Thực chất, khẩu pháo lựu WZ-322 có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ khẩu pháo D-30 của Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Nòng pháo của nó có khả năng bắn với tốc độ tối đa khoảng 6-8 viên mỗi phút. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo cỡ nòng 122mm này đạt khoảng 27km và có thể lên tới 35km nếu sử dụng đạn tăng tầm. Điểm đặc biệt nhất của khẩu pháo này đó là nòng pháo có khả năng xoay 360 độ và góc hạ nòng từ âm 3 độ cho tới 70 độ. Xe có sức chứa tối đa 40 viên đạn pháo, kèm theo đó là khả năng di chuyển trên quãng đường 50km. Tốc độ tối đa xe có thể đạt lên tới 65km/h trên đường hỗn hợp.
sử dụng động cơ 590 mã lực, xe có thể cung cấp lực kéo 24 sức người mỗi tấn. Xe được trang bị hệ thống ngắm bắn điện tử cho phép bắn vào khoảng cách xa tới 27 km và viên đạn chỉ lệch mục tiêu tối đa 5 m. Điểm yếu nhất của xe này đó là khi muốn lội nước thì sẽ phải sử dụng các thiết bị lội nước chuyên dụng. Pháo tự hành thành công nhất Trung Quốc là SH-3. Đã vậy, toàn bộ đồ copy các thông số từ tốc độ di chuyển, chiều dài tối đa bắn được kém hơn, cỡ đạn bé hơn, tính sát thương thấp hơn PTH-85VN-18 của Việt Nam, khiến cho Trung Quốc đứng ngồi không yên khi nghe Việt Nam tuyên bố đã sản xuất và thử nghiệm thành công loại pháo tự hành mới. Đây rõ ràng là một thành tựu mà Trung Quốc sẽ phải lo sợ khi Việt Nam đã đạt được kết quả tốt trong nghiên cứu và tự sản xuất vũ khí. Giờ đây, trong các cán cân về quân sự, Trung Quốc còn phải làm rất nhiều nếu muốn đưa những yêu sách phi lý mộng đế vương đối với Việt Nam nói riêng lẫn thế giới nói chung. Tranh chấp chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa giữa các nước trong khối ASEAN lẫn Trung Quốc với ASEAN, khiến cho quần đảo Trường Sa chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền hoàn toàn, trong khi các nước trong khối ASEAN đang tìm cách để chống lại Trung Quốc vì yêu sách phi lý về đoạn lượn bò 9 đoạn, vì nội bộ ASEAN vẫn thi thoảng xảy ra lục đục. Malaysia là một trong những nước tuyên bố chủ quyền đảo nhỏ thuộc Trường Sa. Chính vì vậy, giữa Việt Nam và Malaysia vẫn đang có nhiều điểm chồng lấn về chủ quyền biển đảo. Mới đây còn có thông tin đưa ra rằng cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu Malaysia đòi thả ngư dân. Vậy chi tiết của đụng độ này như thế nào? Hãy cùng tin mới điểm chi tiết về vụ việc này nhé! Nhiều trang báo chính thống của nhà nước Malaysia đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia LMEA tuyên bố đã ngăn chặn và trục xuất 3 tàu công vụ Việt Nam, bao gồm một tàu cảnh sát biển và 2 tàu kiểm ngư xâm phạm trong vùng biển mà Malaysia cho là của nước này. Vụ việc được báo chí Malaysia chỉ ra rằng tàu tuần tra KM Jemia mang số hiệu 2950 của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam mang số hiệu KG94785TS, KG94275TS và KG93630TS của ngư dân Kiên Giang đã có hành vi xâm phạm sang vùng biển nước này để đánh bắt thủy sản tại khu vực Kuala Tengeru. Bán kính khoảng 119 đến 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Khi phát hiện thấy tàu tuần tra của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia, những tàu cá Việt Nam đã bỏ chạy, buộc tàu KM Jemia 2950 phải truy đuổi. Khi đã cập mạn tàu cá Việt Nam, ngay lập tức các binh sĩ của Malaysia đã leo lên dùng súng để khống chế những người trên thuyền. Ngay sau đó, 3 tàu thực thi pháp luật Việt Nam bao gồm một tàu cảnh sát biển CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN214 và KN268 đã xâm nhập vùng biển của Malaysia để ngăn KM Jemia của nước này bắt giữ 3 tàu cá bị tình nghi xâm nhập và ăn cắp tài nguyên biển. Theo MMEA, 3 tàu công vụ này đã lao vào uy hiếp và ra sức ngăn cản lực lượng Malaysia bắt giữ và yêu cầu thả 3 tàu cá Việt Nam. Theo như đoạn video mà truyền thông Malaysia đưa lên, thì 3 tàu công vụ của Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế hơn so với KM Jemia nước họ. Theo ghi nhận từ video này, thì khi KM Jemia chỉ dài 20 m với lượng dạn nước khoảng 100 tấn, trong khi đó 2 tàu Việt Nam CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN214 đều cỡ 400 tấn. KN268 cỡ 770 tấn với chiều cao gấp từ 2 đến 4 lần so với tàu công vụ KM Jemia của Malaysia. Ngoài ra, các tàu của Việt Nam còn có pháo nòng đôi 23 ly, súng máy hạng nặng 14 ly 5, trong khi KM Jemia chỉ là 12 ly 7. Chỉ riêng việc số lượng tàu hơn đã là một áp đảo. Trong sự vụ này, Việt Nam ta còn chiếm cả ưu thế về cả số lượng và chất lượng. Sau khi tiếp cận dựa vào ưu thế to lớn, tàu công vụ Việt Nam KN214 đã nhanh chóng áp sát tàu KM Jemia của Malaysia, tạo điều kiện để tàu cá thoát ra. Trong khi đó, hai tàu còn lại KN268 và CSB 4034 thì liên tục bám đuổi theo tàu tuần tra Malaysia ở khoảng cách gần. Thế nhưng do binh sĩ Malaysia đã lên thuyền cá của ta và dùng súng để chống chế từ trước, thế nên tàu cá Việt Nam không thể thoát đi được mà vẫn buộc phải di chuyển theo yêu cầu của phía họ. Trong lúc giao tranh giữa hai bên đã có 4 ngư dân nhảy xuống biển, sau đó được tàu của ta cứu vớt và đưa về đồn biên phòng Tam Giang để bàn giao và thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định. Dù lực lượng công vụ Việt Nam đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn, hòng đòi được hoàn toàn tất cả số lượng ngư dân, nhưng bên phía Malaysia quyết không trả người.
Theo báo chí Malaysia, khu vực mà họ phát hiện và thực hiện bắt tàu cá Việt Nam nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, thế nên việc họ thực hiện bắt giữ như vậy là hoàn toàn không có gì sai. Thấy sự áp đảo từ phía đối phương, cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia MMIA đã điều động thêm một tàu tuần tra khác là KM Amana cỡ 200 tấn đang hoạt động cách khu vực này khoảng 35 hải lý tới để nhanh chóng hỗ trợ và ứng cứu. Sau quá trình truy đuổi đi quá sâu vào vùng biển nước họ, ba tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ta buộc phải rút lui, quay trở về vùng biển của ta. Các ngư dân Việt Nam vẫn bị phía Malaysia bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, Malaysia tuyên bố quá trình quần thả hai bên các tàu công vụ Việt Nam đã đâm hỏng hai tàu cá, chỉ còn một chiếc là chạy tốt. Sau đó, KM Jumia đã phải kéo hai tàu cá này cùng những ngư dân bị bắt về cảng và phải mất tới 15 giờ để thực hiện điều đó. Với vận tốc di chuyển chỉ 3 hải lý trên giờ, tất cả các thuyền, thủy thủ đoàn và những người bị bắt đã được đưa vào cầu tàu hàng hải Bang Kuala Terengganu để điều tra thêm. Malaysia đã bắt giữ 19 người Việt Nam có độ tuổi từ 21 đến 61, thu giữ khoảng 1,5 tấn hải sản, 4.500 lít dầu diesel và nhiều thiết bị đánh cá, tất cả ước tính khoảng 2,5 tỷ. Đó là tất cả những thông tin được trích dẫn từ truyền thông Malaysia. Còn theo thông tin từ báo chí của ta, khi đang hoạt động trên vùng biển giáp danh thì ngư dân ta bị tàu công vụ Malaysia bắt giữ rồi kéo về hướng vùng biển của họ. Do hoảng sợ nên 4 thuyền viên đã nhảy xuống biển để trốn rồi được kiểm ngư cảnh sát biển cứu vớt. Khi nhìn nhận hai luồng thông tin khác nhau hoàn toàn như vậy từ truyền thông hai phía, chúng ta có thể nhìn nhận theo hai hướng tin mới xin phép được phân tích như sau. Hướng thứ nhất này, chúng ta có thể phần nào xác định có nhiều khả năng ngư dân Việt Nam đã bị chơi xấu. Tại sao gọi là chơi xấu? Rất có thể Malaysia đã sang vùng biển của chúng ta, kéo thuyền về địa phận lãnh hải của họ, rồi vu khống cho ngư dân đánh bắt cá trái phép trên vùng biển chủ quyền của họ. Bởi lẽ bờ biển của Việt Nam trải dài trên 3.260 km từ Bắc tới Nam, có vùng biển đối diện với nhiều quốc gia, giữa Việt Nam và một số quốc gia hình thành những chồng lấn về lãnh hải. Vùng đặc quyền kinh tế với nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia hay Indonesia. Tranh chấp ở vùng chồng lấn trên biển, đơn cử như giữa Việt Nam với Malaysia chưa phân định một cách rõ ràng, dẫn đến việc nhiều ngư dân đi đánh bắt cá ở các vùng mà họ vẫn đinh ninh là của nước mình, nhưng khi thực hiện đánh bắt thì lại bị nước bạn bắt. Đó chính là kẽ hở để đối phương khai thác để chơi xấu. Trước đó, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMIA cũng đã bắt 4 tàu cá và ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt trái phép. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị đối xử nhân đạo với các ngư dân, đồng thời xác minh các thông tin liên quan và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán cũng đề nghị phía Malaysia cung cấp các tài liệu bằng chứng liên quan đến tàu cá nói trên để có cơ sở chuyển cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra, xử lý nếu có vi phạm. Với việc ông Đoàn Khắc Việt đề nghị Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến 3 tàu cá họ bắt giữ, không loại trừ khả năng chúng ta cũng đã bị chơi xấu nên tới ngày hôm qua, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư mới có động thái cứng rắn đến như vậy. Không thể tự nhiên tàu công vụ của ta lại có thể xông sang vùng đặc quyền kinh tế của nước khác rồi có những hành động quyết liệt đến như vậy được phải không ạ? Mà cho dù ngư dân ta có hành động sai, vi phạm luật pháp đi chăng nữa thì họ cũng là người dân đất nước Việt Nam và phải xử theo đúng pháp luật Việt Nam. Tiếp tục, nếu nhìn nhận theo hướng thứ hai thì sao ạ? Cũng không thể không kể đến trường hợp ngư dân của chúng ta sai cố tình vi phạm vùng biển nước khác để đánh bắt cá. Bởi lẽ Việt Nam chúng ta cũng có nhiều lần bị nhắc nhở về vấn đề vi phạm này. Một minh chứng cho thấy điều này đó là Việt Nam bị rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản từ tháng 10 năm 2017 vì nạn đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, vấn đề tàu cá Việt Nam đã vi phạm ở vùng biển các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines tuy đã phần nào được giảm bớt nhưng cũng chưa thể bỏ được án phạt thẻ vàng của châu Âu. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2021, số lượng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát bắt giữ đã lên tới số 47. Một trong số những nguyên nhân được ngư dân đưa ra đó là cạn kiệt nguồn cá gần bờ. Theo Tổng cục Thủy sản, tàu đánh cá của nhiều ngư dân các địa phương ven biển thời gian gần đây thường xuyên phải nằm bờ do nguồn lợi hải sản để bị khai thác quá mức. Các chuyến đi biển của ngư dân thua lỗ nặng do lượng cá quá ít để khai thác,
Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, bất cứ tỉnh nào cũng phát hiện những vụ việc vi phạm về đánh bắt hải sản, sử dụng ngư cụ cấm hay là đánh bắt sai vùng biển. Theo các cơ quan chức năng, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt do công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi này trên vùng biển của các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn. Do lực lượng khai thác ven bờ thì phát triển quá nhanh, nhiều trường hợp ngư dân còn bất chấp quy định không tiến hành đăng ký, đăng kiểm, sử dụng phương tiện khai thác theo tính hủy diệt mà không quan tâm đến lợi ích chung của cả cộng đồng. Theo EJF, Quỹ Công lý Môi trường, Việt Nam là một trong những đội tàu đánh cá phát triển nhanh nhất thế giới với kích thước tàu cá tăng hơn 160% từ năm 1990 đến năm 2018, bùng nổ quá nhanh về số lượng tàu cá này đã dẫn đến việc đánh bắt quá mức, cạn kiệt nhanh chóng về số lượng cá. Chính vì thế, EJF, Quỹ Công lý Môi trường công bố báo cáo và đưa ra nhận định tình trạng đánh bắt cá trái phép của Việt Nam vẫn không thuyên giảm. EJF cho rằng điều này có thể dẫn đến nguy cơ Việt Nam có thể bị phạt thẻ đỏ, tức là sẽ cấm hoàn toàn xuất khẩu thủy sản sang các nước châu Âu, EU. Thiết nghĩ chính phủ Việt Nam cần có những hỗ trợ thiết thực hơn cho người dân để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, cũng cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm. Bởi lẽ, với những vi phạm này đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là tạo tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế, gây mất hình tượng quốc gia. Thế nhưng qua sự việc vừa rồi, chúng ta vẫn cảm thấy thật tự hào khi cảnh sát biển và kiểu ngư Việt Nam đã không quản khó khăn đi vào vùng biển nước ngoài nhằm bảo vệ ngư dân trong mọi trường hợp, đồng hành làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân, phải không ạ? Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2021 của trang web phân tích quốc phòng độc lập Global Firepower, Việt Nam đứng thứ 24 trên thế giới để góp mặt trong top 25 quốc gia có nền quân sự mạnh nhất thế giới. Bên cạnh quân đội dũng cảm và thiện chiến, chúng ta còn sở hữu những vũ khí trang thiết bị tối tân nhất, đặc biệt là hàng loạt chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ hiện đại. Vậy trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn khán giả của Tin Mới hãy cùng mình tìm hiểu điểm mặt top 5 máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Việt Nam nhé! Đầu tiên, máy bay chiến đấu mà Tin Mới muốn nhắc tới đó là Su-27, một trong những chiếc máy bay hiện đại nhất của Việt Nam, là máy bay chiến đấu hạng nặng do Liên Xô nghiên cứu chế tạo. Su-27 bắt đầu về Việt Nam từ giữa những năm 1990, giữ vai trò quan trọng cho tới ngày nay. Được Viện Nghiên cứu OKB của Sukhoi phát triển, Su-27 phương Tây vẫn gọi là Flanker, kẻ tấn công sườn, được ra đời nhằm chiếm ưu thế trên không và đối trọng với F-15 Eagle của Không quân Mỹ. Trên thực tế, những yêu cầu thiết kế đối với Su-27 được dựa trên cơ sở là khả năng chiến đấu của F-15 Eagle, nhưng được gia tăng thêm 10%. Trên thực tế, Su-27 vượt trội so với yêu cầu của các nhà sản xuất và trở thành vũ khí làm mưa làm gió trên nhiều chiến trường, góp mặt trong không quân Việt Nam từ gần 2 thập kỷ trước. Những chiến đấu cơ Su-27 đang ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ bầu trời, chủ quyền đất liền và biển đảo của đất nước. Những biến thể Su-27 mà Việt Nam đang sở hữu đều có sức mạnh tác chiến không thua kém so với phiên bản nội địa trang bị cho không quân Nga. Su-27SK sở hữu khả năng cơ động cao cùng với lực đẩy động cơ mạnh có thể đạt vận tốc Mach 2, nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, tương đương với 2.500 km/h. Máy bay còn có thiết kế khí tượng học hoàn hảo dọc thân và cánh, giúp nó có độ cân bằng cao. Phạm vi hoạt động của máy bay khá lớn bởi sự hiệu quả của động cơ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu, có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh. Với 10 giá treo, Su-27SK có thể mang hơn 8 tấn vũ khí ở hai cánh, bao gồm các loại khí tài như tên lửa không đối không, không đối đất, bom. Hệ thống kiểm soát vũ khí của Su-27SK cho phép phi công nhanh chóng sử dụng các loại tên lửa hoặc bom chuyên dụng nhằm tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất. Hỗ trợ cho việc tiêu diệt mục tiêu là hệ thống radar và hệ thống cảnh báo sớm. Radar của Su-27SK đảm bảo phát hiện các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển trong bán kính 100 km. Ngoài ra, nó có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và chỉ ra mục tiêu nguy hiểm nhất. Hệ thống vũ khí của Su-27SK gồm một pháo tự hành GSH-3/1, cỡ nòng 30mm với 150 băng đạn, cùng nhiều loại tên lửa và bom chuyên dụng được lắp trên 10 giá treo ở hai cánh và dưới thân. Su-27SK có thể mang 6 tên lửa không đối không tầm trung bắn tự động dẫn đường bằng radar, 2 tên lửa tầm nhiệt, 6 tên lửa đối không tầm trung dẫn đường và 6 tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn. Ngoài ra, Su-27SK còn có thể mang theo bom kích cỡ 500kg, 250kg hoặc 100kg để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất hoặc các loại tên lửa đối đất khác.
Đó là những sức mạnh của Su-27. Các bạn khán giả thấy ấn tượng nhất về máy bay này là gì? Comment ngay dưới video chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của bạn về Su-27 nhé! Thứ hai đó là hổ mang chúa Su-30MK2. Su-30MK2 là máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ tư xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Máy bay chiến đấu Su-30MK2 được NATO định danh là Falcon G, là phiên bản cải tiến của Su-30MKK, kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35. Su-30MK2 được phát triển bởi công ty Sukhoi từ năm 1997 sau khi Nga và Trung Quốc muốn cải tiến phiên bản Su-30 hiện có. Máy bay Su-30MK2 là chiến đấu cơ hạng nặng, hoạt động mọi thời tiết, tầm xa và cùng chủng loại với máy bay McDonnell Douglas. Su-30MK2 cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hiện Su-30MK2 được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela và Uganda. Su-30MK2 có 4 thùng nhiên liệu chứa được gần 10 tấn dầu. Khi nạp trên cao, máy bay có khả năng hút 2.300 lít dầu trên 1 phút. Su-30MK2 có thể bay với tốc độ 2.100 km/h, trần cao 17 km và tầm xa là 3.000 km. Trái tim của Su-30MK2 là hai động cơ L-31FP, lực đẩy 132 kN, giúp tăng sức đẩy và độ linh hoạt khi chiến đấu. Hệ thống radio liên lạc VHF, UHF có tầm hoạt động lên tới 400 km, phủ sóng toàn bộ mặt đất và trên không. Hệ thống chiến đấu xương sống của Su-30MK2 bao gồm radar quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất. Sắp xếp lại hệ thống tên lửa không đối không cho phép kiểm soát 6 tên lửa cùng lúc, chưa kể nó hoàn toàn có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên biển bằng tên lửa chống hạm KH-31A và KH-35. Radar nặng 200 kg, mang tên lửa OLS-30, có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly 10 km với laser và 90 km bằng hồng ngoại. Tên lửa KH-59 được hệ thống SVP không đối đất chỉ huy. Hệ thống này được giúp sức bởi bộ phận SUO-30PK và hệ thống định vị toàn cầu. A-737, vũ khí chính của Su-30MK2 là hai pháo GSH-301, chứa 150 viên đạn kích cỡ 30mm, tốc độ bắn 1.800 phát trên 1 phút, gắn trên giá để vũ khí. Tên lửa không đối đất KH-10P, KH-29T và KH-59ME. Thứ ba trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu sức mạnh đôi cánh ma thuật cường kích Su-22. Không quân Việt Nam đã được trang bị loại máy bay chiến đấu đa năng hiện đại Su-30MK2, song tiêm kích bom Su-22 vẫn giữ một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, nhất là chủ quyền trên biển. Máy bay chiến đấu Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay cường kích ném bom Su-17 do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960. Su-17 bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 năm 1966. Sau đó, không chỉ phục vụ trong lực lượng không quân Liên Xô cũ, Su-17 được phát triển thành Su-20 và Su-20 tiêm kích đánh chặn bom cường kích cánh cụp cánh xòe để phục vụ xuất khẩu. Không quân Việt Nam bắt đầu nhận máy bay chiến đấu tiêm kích bom Su-22M, UM, một biến thể cải tiến của Su-22 từ năm 1979, để dần thay thế cho loại máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-19 đã lạc hậu. Hiện tại, không quân Việt Nam đang có trong biên chế với số lượng lớn các máy bay tiêm kích bom phiên bản Su-22M, Su-22UM-3K và Su-22M-4. Trong đó, hiện đại nhất chính là phiên bản M-4 được trang bị hệ thống ngắm bắn quang học LEN 54 trong chóp mũi. Thông số kỹ thuật cơ bản của Su-22 có hai loại, một hoặc hai phi công dài 19,03m, dài cánh 10,2m khi cụp bay tốc độ nhanh, hoặc 13,68m khi xòe bay tốc độ chậm, cao 5,12m, trọng lượng rỗng là 10.640 kg, trọng lượng cất cánh tối đa là 19.500 kg. Máy bay có tốc độ tối đa là 1.850 km/h, tầm hoạt động là 2.550 km, trần bay 15.200m. Vũ khí trang bị của Su-22M4 gồm hai pháo 30mm NR-30 với cơ số 80 viên đạn. Các điểm treo trên cánh cho phép mang trọng tải 4.000 kg vũ khí gồm bom, rocket, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không R-60. Su-22M4 có thể mang những vũ khí thích hợp cho nhiệm vụ diệt hạm như tên lửa không đối đất, hải dẫn đường bằng laser, quang truyền hình KH-29.
KH-29 có tầm bắn tối đa 30 km với đầu đạn nặng 320 kg có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến có lượng rạn nước lớn tới 10.000 tấn. Ngoài tên lửa không đối đất KH-29, Su-22M4 còn có thể mang theo tên lửa chống radar tầm xa KH-28, loại tên lửa đẩy có tầm bắn tới 120 km, tốc độ Mach 3 và mang theo đầu đạn nặng 160 kg. Phương thức dẫn bắn của KH-28 là dùng đầu dò thụ động bám theo cánh sóng của radar của đối phương. Thứ tư là cánh én bạc MiG-21 Bison. Các bạn thân mến, Việt Nam từng biên chế số lượng lớn MiG-21 Bison. Đây là phiên bản cuối cùng của dòng tiêm kích hạng nhẹ nổi tiếng MiG-21 do Liên Xô sản xuất. Năng lực tác chiến của MiG-21 Bis tương đương với chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16AB của Mỹ. Sự ra đời của MiG-21 Bis được Liên Xô thay nghén vào cuối thập niên năm 1960 nhằm tiếp tục nâng cao tính năng của máy bay tiêm kích MiG-21 và Su-15. Mùa đông năm 1971, chính phủ Liên Xô ra nghị quyết yêu cầu phòng thiết kế chế tạo máy bay MKB Zeus ở Ufa chế tạo mới động cơ turbojet R-25-300 có sức đẩy cất cánh 7.100 kg, còn khi bay thấp với tốc độ âm thanh là 9.900 kg. Nhiều ý kiến cho rằng với việc MiG-21 Bison có khả năng tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn cùng với sự nhanh nhẹn vốn có của nó, đây là đối thủ khó nhằn nếu chậm chán. Các tiêm kích MiG-21 Bison còn kết hợp hệ thống ngắm bắn trên mũ phi công và khả năng mang các loại tên lửa đặc biệt nguy hiểm. MiG-21 Bison có hệ thống radar điều khiển hỏa lực cũ kỹ RP-21MA, RP-22 bằng radar điều khiển hỏa lực đa chế độ Copio do Nga sản xuất, có thể phát hiện mục tiêu đường không có diện tích phản hồi radar RCF 5m² ở cách 80 km ở bán cầu phía trước máy bay hoặc 40 km ở bán cầu sau phía sau máy bay, trong khi có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và dẫn hướng tên lửa tấn công cùng lúc 2 mục tiêu. Trong chế độ không đối đất radar Copio trên MiG-21 Bison có thể phát hiện mục tiêu xe thiết giáp ở cự ly 25 km hoặc cầu đường ở cách 100 km trong khi theo dõi hai mục tiêu. Đặc biệt, loại radar này có thể hoạt động đối hải với khả năng phát hiện tàu thuyền cỡ nhỏ ở cách 80 km hoặc mục tiêu kích cỡ tương đương. Khu trục hạm cách 150 km, MiG-21 Bison đạt tốc độ cao gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu hơn 600 km, trần bay gần 18.000 m. Tải trọng vũ khí của tiêm kích MiG-21 Bis có khoảng 1,3 tấn cho phép triển khai đến 4 tên lửa không đối không tầm nhiệt cao K-13M, RS-2US, R-3F, R-3R, R-60 và R-60M, hoặc có thể mang rocket cỡ 57 và 240mm hoặc các loại bom rơi tự do cỡ 500kg. 4 giá treo có thể cho phép mang pháo thuyền, máy ảnh hàng không, các phương tiện trinh sát vô tuyến điện tử. Trong thân máy bay được bố trí một khẩu pháo hàng không GSH-23L cỡ 23mm với kho đạn 200 viên. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó là hổ bay F-5E, chiến lợi phẩm giá trị nhất sau năm 1975. Chiến lợi phẩm đáng giá nhất của quân đội ta sau năm 1975 đó chính là 20 chiếc tiêm kích mới F-5E Tiger II. Đây chính là số máy bay mà Mỹ vừa chuyển giao cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí có những chiếc mới chỉ có từ 9 đến 24 giờ bay. Máy bay tiêm kích F-5E Tiger II là thế hệ 2 của dòng tiêm kích hạng nhẹ F-5 do công ty Northrop sản xuất vào những năm 1970 nhằm giành hợp đồng máy bay tiêm kích quốc tế IFA mà chính quyền Mỹ đưa ra lúc đó. Chúng được cung cấp rộng rãi cho đồng minh gồm cả Việt Nam Cộng Hòa. F-5 Tiger II được chính các chuyên gia Liên Xô đánh giá cao khi nhận được một số chiếc từ Việt Nam chuyển giao. Đại tá Vladimir Kandudrov, một trong ba phi công thử nghiệm lái chiếc F-5E, vừa tiếp xúc với máy bay đã cực kỳ ấn tượng với thiết kế buồng lái của chiến đấu cơ này. Ông đánh giá nó tốt ở khả năng thân thiện với phi công, có cả bàn đạp phanh, trong khi máy bay Liên Xô lại không có tiện ích này lúc đó. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, F-5E Tiger II đã tỏ rõ hiệu quả khi được sử dụng bởi các phi công quân đội nhân dân Việt Nam. Những chiếc tiêm kích này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân Khmer Đỏ. Ngày nay, tuy chúng đã được rút hết khỏi biên chế do thiếu phụ tùng thay thế, nhưng những chiến công do F-5E Tiger II vẫn được ghi nhận vào bảng thành tích của Không quân Nhân dân Việt Nam.